Lên xe mau. Nhanh đi, nhanh đi. Mấy người các cậu. Vị hào hán này, chúng ta kiếp trước công quán, gần đây không thù. Các cậu đang... Các cậu nói đi, các cậu muốn gì? Nói đi, muốn tôi đưa cái gì? Im miệng. Sếp, bọn họ đuổi tới rồi. Cục trưởng Lý, lính canh gác ở cổng thành nào yếu nhất? Ông dám nói bậy, tôi bắn chết ông. Không dám, cổng Nam. Cổng Nam yếu nhất, chỉ đường. Phía trước sẽ phải. Nghe rõ đi, các cậu tới cổng Tây, các cậu tới cổng Nam với tôi. Nhanh lên. Cậu tài xế, phía trước rẽ trái, vào ngõ. Ông đừng có giỡn trò, nếu không tôi bắn chết ông đó. Tôi không dám, không dám. Thật đấy, phía trước là đường gần, tuyệt đối không dám. Thiếu gia, bọn họ muốn đi về cổng Nam. Chắc không? Đương nhiên là chắc. Thiếu gia, phía trước rẽ trái. Tôi biết có một con đường có thể cắt đuôi họ. Rẽ ở đâu? Rẽ ở đây. Khốn kiếp. Người Nhật Bản tới rồi, mau rút. Được, rút. Nằm xuống đi. Mau vào ngõ, tránh bọn họ. Đây là đâu? Thiếu gia, chắc là tới bờ sông Tân rồi. Vậy phải làm sao? Thiếu gia, có khi mấy người kia đã bị bắt rồi, còn đuổi theo không? Lý tức mặt đã nhận ra tôi rồi. Ngồi vững. Sếp, họ đuổi theo rồi. Hướng đó, đi thôi. Nhanh lên. Dân.
Nhanh lên, xuống xe. Đi. Vào nhà kho đi. Thiếu gia, bọn họ vào nhà kho rồi. Nhanh đi, nhanh đi. Nhanh. Ngồi vững nhé, thiếu gia. Anh không định lái vào đấy chứ. Sếp, làm sao đây? Và rồi nói, đi thôi. Đứng yên. Điên rồi. Cậu bật đèn gì chứ? Cậu muốn hại chết tôi. Làm gì vậy? Cẩn thận tôi bắn chết ông. Ngoan ngoãn đi. Các cậu mau xuống xe. Tốc độ nhanh lên. Nhanh lên đi. 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 Rút, mau rút. Mau đưa ông ta đi. Dân, đi. Thiếu gia, ông ta chạy rồi.
Lên. Quay lại lên xe, nhanh lên. Hai vị hảo hán, thế này được không? Chúng ta đợi một lát, nghỉ ngơi đã. Chân tôi mỏi lắm rồi, chân mỏi rồi. Chân ông có cục thì cũng phải đi. Đi, đừng đừng, trưởng quan, sếp. Giữ ông ta lại chỉ là gánh nặng. Dứt khoát bắn chết ông ta luôn đi. Đừng đừng. Lời tôi vừa nói là giả. Tôi đi được, đi được. Thế này đi, tôi đưa các cậu đến nơi an toàn. Ai cũng không tìm được, được không? Đi. Thiếu gia, chúng ta không ra được nữa. Bên ngoài toàn là hiến binh và cảnh sát. Vậy cũng phải đi. Thiếu gia, trước khi trời sáng, nếu không về được phòng của Bạch Lộ thì chúng ta sẽ bị vạch trần. Thế này đi, tôi đi dụ họ đi. Các cậu mau đi đi. Vậy anh cẩn thận một chút. Được. Dừng lại. Ở bên kia. Nhanh lên. Đội trưởng Harukawa, đội trưởng đội Toku, số 1, thuộc sở cảnh sát Thiện Tiến bảo báo cáo ngài. Có hai nhóm người tấn công xe của cục trưởng lý ở trong thành. Sau khi bắt cóc cục trưởng lý, liền lái xe chạy trốn đến nhà kho. Hai bên xảy ra nổ súng ở trong nhà kho. Khi chúng tôi tới, hai bên đã tháo chạy rồi. Cục trưởng lý cũng bị họ đưa đi rồi. Thiếu gia, phía trước là phố Sao Ngọc Phường Đường rồi. Phải làm sao đây thiếu gia? Thiếu gia, bọn Nhật Bản đuổi theo sát quá. Thiếu gia, phía trước cũng có. Đâm vào. Hả? Ngồi chắc nhé. Được. Bên trên. Lên trên tìm. Theo tôi mau. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu bên kia, tôi bên này. Ở kia, chạy rồi. Mấy người? Hai người. Mà đuổi theo.
Chuyện gì xảy ra thế? Bị người khác nẫng tay trên rồi. Nẫng tay trên? Vậy họ là ai? Không rõ, nhưng là một nhóm cao thủ. Vậy Lý Tức Mặc thì sao? Hắn chết chưa? Bị họ cướp đi rồi. Hơn nữa, Lý Tức Mặc nhận ra anh rồi.